bây giờ để bắt đầu cho phần 2 của chương trình hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cái sự trở lại của nữ ca sĩ Như Loan. Xin cảm ơn anh. Nhạc nhỏ quá hả anh? Một lần nữa Như Loan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị. How you doing? Say sỉnh gì chưa ạ? Anh ngồi đây mà nhạc nhỏ rồi hả? I'm not sure if the sound engineer, if you can hear me, the audience saying that if you could turn the music up a little louder because they want to dance. Because this is the dance portion, so help us out, all right? Yeah! Và sau đây để tiếp tục, trước khi Như Loan hát techno cho Như Loan cơ hội cho quý vị bài cha-cha, cho kêu gọi tất cả quý vị ra sàn nhảy trước nha. Và sau đây xin gửi tặng đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ mang tựa đề Sẽ Hơn Bao Giờ Hết. Thank you. Here we go. Nghe đỡ không anh?